rồi bây giờ là cái chân dung của thầy Đờn 17 tuổi mọi người nha. Bớt đi, bẩn đi bây giờ. Ngon quá. Đúng rồi, thầy Đờn cho ăn à. Thầy Đờn cũng đẹp kìa. Hay vậy lắm anh. Ngon quá, đẹp quá, đẹp quá. Ủa alo, nói gì vậy? Alo. Cái này luôn nha. Gì vậy?
miền Trung có màu đỏ em mới đi mua cái này nè. Bởi vì gà đâu rồi? Tính tiền gì mãi chứ? Tính tiền hẳn hồi lấy đi chụp bà hẳn luôn. Đấy là cái gì vậy? M hả? Em mặc sang em, em mặc L ấy. L hả? Em mặc sang M. Cái này L. Thôi kìa, thôi tháo cho mình đi, mình ra mình mình chèm mũi thôi. Hay là em mặc M thử đi. Em M hả? Cần áo dài, cần đồ để ghé qua chỗ của chị Jessica để mà lựa đồ để về mà mình giống như mình chữa cháy. Thật sự là mình thấy đẹp, mình muốn mua chứ không phải hôm nay là mình mang áo dài nhiều lắm. Ok nha mọi người nha, bây giờ mình qua mình tính tiền mình về chuẩn bị rồi, mình chào mọi người. Cảm ơn Jessica nha.